Sư phụ, sư phụ, ở đâu quán canh mạnh bà vậy? Ồ, sao lại hỏi ta cái này? Ai, Dương công tử lại thất tình nữa rồi kìa. Đang ngồi ôm cây khóc hu hu, còn nói với con là chỉ cần uống nước dông tình canh mạnh bà thì mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiểu tử ngốc à, ngài ấy đâu phải muốn uống canh, chỉ là muốn quên đi vài thứ mà thôi. Quên đi vài thứ? Vậy sau khi quên đi thì sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Cũng không chắc lắm. Lúc mà quên đi kỷ niệm đau khổ thì đồng thời cũng quên đi kỷ niệm hạnh phúc. Người đời luôn nghĩ rằng thật đắng, thật ngọt vẫn hơn là không đắng, không ngọt. Nhiều cái khắc cốt ghi tâm thì đời người mới thật thú vị hơn một chút. Thôi đừng có nghĩ nữa, giờ đưa ta đến chỗ của Dương công tử. Sư phụ, nếu như canh mạnh bà là có thật thì thầy có uống không vậy? Không uống. Vậy sư phụ ơi, vị của canh mạnh bà là ngọt hay mặn vậy? Vị cay. Vậy sư phụ, thầy mà uống được thì thầy muốn quên việc gì vậy? Muốn quên đi một cậu tiểu hòa thượng lắm mồm. Nam mô A Di Đà Phật.